Ok, để tôi bay lên để tìm trong hành tinh nó có Mara Chite nhá. Ôi rồi, xong hỏng mẹ rồi. Tôi phải đáp xuống rồi. Đi khổ thân tôi. Rồi, để tôi tìm đứng ở trên này. Ấn ấn V đúng không? Ủa đéo đéo làm gì luôn ạ. Chết cha rồi. Vậy thế đó, thôi đi, cứ mẹ bị trôi, mẹ đi mất rồi, khổ vãi. Hiệp ơi. Tôi bị trôi, tôi phải đợi lăn một vòng rồi tôi mới. Ông nhìn xung quanh đi xem có hành tinh nào có Mara Chite. Đéo rồi, lật lát thế này rồi. Mẹ mình đợi một vòng nữa mình mới quay lại cái chỗ. Cái gì? Hành tinh tên gì? Vừa bay lên nhìn thấy luôn này. Hành tinh tên là gì? Calido. Từ từ, ông phải xem nó có những cái gì ăn nhá. Đừng bay, đợi tôi nó đi. Có Mara Chite, nó có Warframe này. Đợi tôi để tôi xem xét tình hình hãng bay đấy. Hành tinh này là Very Sunny. Ui dồi, Very Sunny thì mình đều có năng lượng mặt trời. Nhưng mà thực ra nếu mà mình có copper thì mình có thể làm năng lượng mặt trời. Mình cần có Mara Chite, nếu mà có Mara Chite thì mình sẽ làm nó copper. Làm nó copper mình sẽ làm nó mạng của trời. Mà đợi tôi tí. Mẹ khổ mấy cái này bị hỏng á. Nó lại phải đáp xuống. Nó bị hỏng động cơ, nó đéo làm cái gì luôn. Phi thuyền cứ trôi. Nó lại phải đợi nó đi một vòng quanh trái đất thì nó mới có chỗ để nó đáp xuống. Đây chỗ beacon này đúng không? Mẹ mấy miếc cái thứ nó che loạn xa nếu gì đấy gì. Cái hai cái điểm đáp lại gần nhau thế nhỉ? Nếu cái điểm đáp nào mà nhà mình. Đây điểm điểm này tí mình ấn nhầm ạ. À. Tí ấn nhầm vào cái điểm đáp ở đây. Cứ mồm. Hay phi thay động cơ khổ thân tôi. May quá, mình cầm cái này là mình có động cơ đây. Dừng một slot để làm lấy cái gì đây? Lấy một cái năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời đâu? Năng lượng mặt trời có cái năng lượng mặt trời rẻ nào không nhỉ? Đéo có. Nhà mình dùng toàn năng lượng gió ấy, đéo hiểu. Có cái năng lượng mặt trời 1 nào không nhỉ? Chế thì mình đéo có copper để chế. Theo thám thính thì hành tinh này éo ok. Sao đâu mày? À đúng rồi, ông có cầm bacon chưa? Mình phải làm cái bacon đi lên đấy không tí về sau. Chưa. Để tôi làm cái bacon. Làm cái bacon cần cái gì nhỉ? Bacon đâu? Bacon là cái đéo nào? Đéo tìm lôi cái mắt không thấy bacon đâu. Đây bacon đây. Quát, một cái quát. Đây, quát đây. Đây, cầm nó bacon rồi. À, thằng nào mình đặt nó mẹ lên đây. Không có cái năng lượng mặt trời 1 đâu nhỉ? Nếu như mình cầm mẹ hết hành tinh kia thì. Giờ trở lại không chế được cái năng lượng mặt trời mình lại đấu đủ đủ để mình chế. Khổ vãi lìn. Thôi đi lên vậy. Lên đây rồi tính. Ông bay hành tinh đấy phải không? Đang bay ở trên quỹ đạo. Thực ra tôi muốn tìm nhưng còn hành tinh ấy là nó thuộc bức gì? Khó hay dễ hay nào?
đi u. Ok. Để tôi xem nào. Đây là gì? Đấy, cái hành vi mình đọc ấy. Tên là gì đéo mà em nhớ được. Đây. Về sân đi ui ít gió. Kalido. Kalido gì? Để tôi xem còn hành tinh nào có Marachite không. Ui, hành tinh này vừa không có gió vừa không có ấy á. Titan Lithium. Có mỗi hành tinh này thôi. Đây, hành tinh này cũng có Marachite đấy. Hành tinh xa nhất hệ mặt Novus này. Novus này có Marachite và còn có nhiều gió. Đéo hiểu ông ấy lên nhầm rồi, thôi rồi. Thôi. Hàng Marachite mà. Marachite. Thôi rồi. Đây là Heama. Ông bây giờ ông có đang ở trên Calidor gì đúng không? Ừ. Ok, thế tôi bay ăn Calidor đây. Vỡ rồi, thôi đi ăn hành tinh này cũng được. Sao mà ông bay hôm trước thì ông đặt cái bê cần tôi không biết được quá. Ủa, cái hành tinh này nhìn có vẻ khắc nghiệt đấy. Nhìn hát sa mạc vậy. Rồi ông mạnh rồi. Ông đáp trước đi. Đấy, tôi đáp ở chỗ gần điểm dịch chuyển nhá. Rồi, tôi đáp ông đặt bê cần nữa. Câu đặt xong đứng đi mà lấy để xuống đặt cái hành tinh này nhìn có vẻ sa mạc quá nhở. Như kiểu nó sa mạc khô cằn đấy không ạ. Ồ, trên này nhiều combo lắm không ạ. Không phải từ từ để thôi, đặt cái máy không khí đấy hả? Ờ, từ từ, tôi đang làm gì đâu. Đây, tôi đặt ừ. Cái này ra một góc này. Để cho ông, tôi đặt bacon luôn nhá. À, đặt bacon đây. Về phi thuyền một góc. Đấy. Như thấy rồi. Thấy chưa? Đấy, bay ông đây. Trên này mình mang combo là hơi sai đúng không ạ? Trên này nhiều combo lắm. Nhưng mà khá là ít organic. Tôi thấy ít organic lắm. Trông nhìn cái khô cằn thật đấy. Hành tinh này một tấn combo. Hành tinh này đúng organic để mà làm mấy rồi. À, cái này bây giờ mình có thể là cần làm ngay. Mình mà kiếm một copper là mình có thể làm được cái phi thuyền to. Phi thuyền to thì mình cầm được nhiều đồ hơn. Cái này cầm ít đồ quá. À, bê cái xuống. À, giờ mình sẽ làm một cái platform á. Mình cần làm platform trước. Okay. À, mình cần hai combo để mình làm cái này á. À, medium pinner. Ồ, chưa có năng lượng không ạ? Chết cha. Năng lượng thì mình lại phải làm một cái ấy tạm á. Ồ, chết rồi, trên này không có organic. Chết rồi. Làm platform đi. Năng lượng đây. Năng lượng đâu? Ờ, nhưng mà chưa có platform thì chưa có năng lượng. Đây, mình phải làm cái này trước. Đây. Yên tâm. Tôi tính cả rồi. Bây giờ mình cần có một ít organic. Một ít thôi. Mình thấy đầm không cùng cùng organic theo. Có kẹt organic. Đây, organic tôi thấy có một ít rau cỏ này. Chắc lấy được organic. Đây, organic đây. Đây là organic, chứ đâu là organic. Nó là cỏ nhưng mà nó vẫn nó màu nâu nhưng mà nó vẫn là cỏ. Đấy. Thôi ông đỗ mạnh vào đây xong tắt mic ông ngồi ông làm gì nhỉ? À, chế platform ăn. Nhanh. Ok, có cái platform này là ngon rồi. Ôi, chết rồi, đánh nhầm. Đấy, đặt này lên. Bê chế cái này. Cái medium pinner.
Chưa cần nhiều năng lượng đâu, chưa cần phải dùng đến than. Giờ mình vẫn đang dùng cái này đủ rồi. Đừng phí than. Ok. Mẹ thêm nhiều con sâu thế. Trên này cũng phải nhiều combo, mình mang combo nó hơi sai khách. Thôi được, không cần đặt ô đấy đâu. Về dùng than rồi đấy. Nhưng mà bây giờ chưa cần dùng cái năng lượng gì đâu. Mình chưa cần dùng cái năng lượng gì cả. Ờ, mình còn một cái này. Phải rồi, mình là chế được cái medium platform xe này. Ờ, bật cái máy than lên. Cái gì cũng được, cái việc chế tạo mà. Cơ điện thì chỉ mấy cục điện chỉ của em. Mà em không có nghiên cứu. Nhìn hài bên này. Ok. Đặt cái cục pin nào. Mở. Mở ra máy. Trên hành tinh này nhiều năng lượng mặt trời mà ít gió nên là thế nên mình cầm cái mấy cái năng lượng gió đi là hơi sai sách. Chắc là bây giờ mình phải chế cái gì nữa. Đầu tiên mình cần phải chế một cái platform B. Bây giờ mình phải đi tìm đồ á, hết đồ à. Ui, hiểu nó dẫn đi đâu này. Ở đây có cái gì này. Ui, pin. Khá quan trọng thời điểm hiện tại. Iron này. Ai sắt đấy. Sắt á, ngon, đào đi. Đào đi, ngon đấy. Ngoài nó nhặt ở trong cái phía thuyền. À, cũng được. Mèo mò có ăn không? Ông đang dẫn đồ đi đâu này? Ủa. Để có ammonium hay là clay à? Không có gì hay ho lắm. Cái cây xương rồng này là cây gì này? Ô, cái cây xương rồng có cái để nghiên cứu này không ạ? Trên hành tinh này khá nhiều ammonium nhé. Tí có Malachite này. Malachite này thì à, Malachite mình cũng không cần dùng đến bây giờ hiện tại. Thực ra ông cứ ông lấy đi. Cứ lấy đi. Cứ lấy nhiều đi. Có là tốt. Từ đi kiếm thêm thật nhiều không bao quý lắm đây. Ông xem ông có kiếm một con anic không? Cái gì đây? Để anic trên hành tinh cũng có mà, không ạ, à, không có đâu. À, có con phô không? Chế một ít treo thơ. Okay, làm ít treo thơ. Xuống han này cẩn thận nha, han này nó hơi nguy hiểm. Để tôi xuống đây cho. Ông nào đâu?
Em đi theo cái tép thôi. Ui ui ui, từ từ. Ui ui. Hắn cứ đéo gì này. Ông đang đi đâu ấy? Anh đi xuống. Cái chỗ này rộng này mà ông không đi à? Làm cái đường cho nó bằng phẳng mà đi. Đổ bây giờ là chết cả lũ bây giờ. Mẹ cái này khó đi đấy. Ôi ô, cái gì cái gì cái gì đấy. Trời ơi ông kiếp này. Ông rơi. Ông rơi cái đường này xuống đây nên ông không nói. Đi. Nào lên. Resin thay đổi. quan trọng là bây giờ mình phải đào lên được. Để tôi kiếm lấy không khí đã. Đúng ở đây ông làm cái không khí đi. Đứng lên. Ra đây làm cái không khí đi. Chưa cần. Ôi đi con mẹ. Tôi xong rồi. Cái chỗ này nó kiểu đéo gì không ạ? Tôi nghĩ là mình chết chắc ở đây rồi. Oxy đâu? Đây, oxy. Nhiều cái quá, cái oxy là cái nào? Oxy nghe filter rồi. Chế nhanh không tôi chết nơi rồi. Ui hết năng lượng luôn này. Mình không có đủ năng lượng ấy chứ, bị rơi cái đoạn này đáng ngạc. Ông đi chắc ông rơi, ông đéo nói gì cả, đéo hiểu. Ông vừa ngã xuống, ông cũng ngã theo. Bây giờ mình phải tìm đường lên hả? Nghe theo rồi, đéo hiểu. Ui mẹ, đây là đường xuống chứ đường lên đếch chứ. Này. Không, oxy không quan trọng. Quan trọng là đường lên. Chứ mình kể là mình chết nhưng mà mình không biết đường xuống thì mình vẫn xuống lấy lại đồ được thôi. Rồi đứng ở đây đi đứng ở đây chết đi, thằng nào cũng thế rồi. Ra chỗ này hiệp em, ra chỗ này chết. Đâu? Đi mình còn nhớ được cái chỗ xác mình. Ra chỗ tôi đứng này. Không, chỗ của mình rơi xuống á. Đứng ở chỗ ai đó chết, tí mình lấy lại đồ được. Mình đang đứng mình lắp oxy à, mình tháo cái oxy để cho mình chết đâu phải lắp mẹ cái oxy rồi mình nhói hiểu. Thì cũng chưa chết à, không lắp oxy nó chưa được.
mẹ khổ quá đấy. Ông hiểu chị đâu, vừa ngã xuống thấy ông muốn ngã theo luôn, cháu hiểu. Ok, quay trở lại đây. Bóng à? Cái gì đây? What the fuck? Không nằm cái đâu vậy? Cái gì đây? Không biết. Này chắc là nghiên cứu. Chắc thế. Cứ để ở đây. Để một chỗ để mà nghiên cứu. Lập kìa. Cái gì cơ? Để nào có lỗ, đào một cái lỗ để cho nó vào. Nó lăn kinh phí. Đấy, đặt nó đấy. Đúng không? Bật năng lượng làm gì? Có dùng năng lượng làm gì đâu mà bật. Ai bật năng lượng đâu? À không, mình không làm gì, cái pin nó có chữ rồi. Kệ đi. Bây giờ mình quay lại kia để lấy lại đồ đi. Ô, từ, tôi phải làm lại kia đó. Rồi. Tôi phải làm lại cái gì nhỉ? Nếu biết trên này có đủ nguyên liệu mà làm không cơ. Cái soi. Cái soi này cần cái gì nhỉ? Smart printer ấy. Canister là cần resin ạ. À. Ồ chết rồi, mình đâu có resin. Resin đây mà. Ở dưới đấy đúng không? Bây giờ mình cần phải có cái theo thơ để ông cầm chưa? Theo thơ có rồi đúng không? Từ, bây giờ mình đi ông đấy, mình đi từ từ thôi, ông đừng có phóng nhanh nữa. Ủa đi, sao cái... Đây có phải cái chỗ đấy sao? Đây có phải cái chỗ mà lúc mình xuống đâu? Sao lạ này? Như bên kia vậy? Đây có phải đéo đâu ông ngáo rồi. Điên trên này. Cái gì đây? Cái gì đấy? Đây một cái gì đấy bị hỏng rồi. Quát. Mấy cả một cái gì đấy bị hỏng đây. Đây bị hỏng rồi. Thôi đi lên mình đi lại quay cái chỗ mình lấy lại đồ á. Không phải hang này. Tôi nhớ cái hang kia nó xuống là nó không có mấy cái này đâu. À đây, nhưng mà không phải bên này. Cái hang kia ở xa nhà cơ, hơi xa nhà cơ, không phải hang này. Đây, hang này ở góc này cơ. Ở đây, đây chỗ này, chỗ cái phi thuyền này. Hút đi ông con bao đi. Ông hút đi, ông hút đi. Tôi đi xuống đây để tôi xem xét tình hình. Ui, tôi xong rồi. Ui, gần chết ạ. Chưa chết nhưng mà gần chết. Hành tinh này có vẻ nguy hiểm quá này. Cái chỗ mà đúng với mình đi xuống là cái chỗ nào nhỉ? Mẹ. Thôi đúng bẫy luôn ạ. À. Cái hố đúng bẫy luôn. Sao? Ô cái cơ. Đâu nhỉ? Cái đường mà lúc ấy mình xuống là đường nào ấy? Đây. Tôi nhớ nó quanh quanh đây mà. À đây bên kia đúng không? Ở đâu? Ông đang đâu à? Đang ở gần cửa hang này. Đợi tôi. Thì ai đâu? Đây. Xuống từ từ. Này xuống từ từ rồi. Ui. Đục cái này ra để cho nó thoáng được đi cả. Nó lại càng chặn hơn. À đây, mất rồi. Từ á, bây giờ phải nhìn thật kỹ vẫn xuống. Đi mẹ, đây có một cái như kiểu mới đứng nhảy rồi đấy. Mẹ, mấy cái khu này nó nguy hiểm mấy gì nè. Từ, để nhìn ở đây có cái gì không. Nhìn hãng nữa đi. Không qua, có thôi, đu đi. Đây này, cái chỗ này nó bị trượt xuống rồi này. Cái chỗ này là một cái vực. Vãi cả đái ạ.
đây cái chỗ mình trượt xuống ở chỗ này này, cái vực kiểu vực rượt tình, mình đi sang bên này đi không ạ? Đi phía bên này, đặt 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 theo thôi, đặt theo thôi để tôi đào cho. Từ từ nhá, vừa nào vừa nhìn không? Đây, mẹ cái chỗ này là có một cái lỗ nhá, cẩn thận đấy. Đặt rơi đấy. Sao mờ mờ ảo này. Ôi chi, mẹ chuột. Đấy, ui 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 ui. Ui ui. Đi con mẹ, từ 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 hiệp ơi, từ từ hiệp ơi. Mẹ tối quá nếu nhìn gì cả. Cái chỗ đây, chỗ lên, chỗ đây. Ở đây cẩn thận mất không khí nhá. Đấy, tôi đang mất không khí nhưng mà tôi đang đào lại đường để tôi đi đến chỗ vừa rơi thôi. Đây đúng không? Ông đâu rồi? Đây rồi, đây rồi, đây, đây từ từ, đi trượt từ từ xuống đây rồi, trượt, trượt từ từ, đi đi từ từ rồi. Đi từ từ xuống chỗ thôi. Mà mình đang không có cái dây xin để mình làm. Đi đi từ từ thôi. Đứng đây, đứng đây. Thôi, nối không khí đứng đây. Đấy, nối không khí đứng đây, không đi ngang thang. Đi ngang bên này. Đi ngang bên này. Đoạn này đi về từ từ thôi. Không ngã chết đấy. Đấy, đi ngang đây đây. Đấy, ok rồi đấy. Đây xuống cái chỗ mà lúc quay mình ấy này, nối không khí ấy, để đi tìm lại cái xác mình. Xác mình ở bên góc bên này này. Riêng đây. Kìa xác mình kìa. Khổ vãi. Đào resin về đi, mình cần resin đấy. Mình cần resin để mình chế platform. Hay có cái này rồi, để tôi lên đi, tôi lấp lại cái đường trên cho đỡ nguy hiểm. Mình làm cái đường đi xuống cho nó an toàn cái. Cái này dễ hơn nhiều rồi. Ok, chết mẹ rồi. Lưới này không bao rồi, không lo lắm. Nhìn hơi ảo diệu đi nhưng mà không sao. Ok. Xem có cái đường trượt xuống rất là an toàn. Không phải rất mà nó chỉ khá là an toàn. Thôi thôi không? Đi như này kiểm tra thì có cái lỗ cái lủng nào không? Đây có một cái lỗ này. Lấp lại ngay. Cái lỗ cái lủng này nó lấp lại ngay. Rơi thì chết. Ôi mẹ hang này sâu lắm nhá. Chúng ta phải xuống sâu với vỡ ra xa chỉ tè. Đây cái chỗ này là cái chỗ bẫy này. Chỗ khốn nạn này này. Chỗ này là chỗ đúng bẫy luôn. Bịt ngay cái chỗ này lại. Riêng cái bẫy này nó phải bịt lại ngay. Không thể để này. Đấy, là thành một cái đường trượt xuống an toàn cho mình và đồng bọn. Đã an toàn ngay, đi đứng thoải mái. Hang này có gì không? Đã tìm thấy đồng chưa?
đây. Bây giờ tôi nhìn thấy rồi. Thế ở vào mấy cây nhổ chó chét cái gì? Ông thấy gì không? Có thể là gì không? Có Malachite này. Malachite á? Thấy rồi à? Ngon. Đâu? Ê mấy cái để scan mà. Có phải cái trên này không? À hay cái đấy nhỉ. Nối đây, nối đây, nối đây. Để thử hút thử, cao quá. Ui đi cẩn thận, cẩn thận. Ui mẹ. Chú này mẹ mấy cái hai cái hạng này cũng được. Đúng không? Đúng ai chứ à? Làm một cái chỗ đi lên mà ấy. Tối quá. Ok, có Malachite rồi. Tôi khuôn hòm rồi không ạ? Clay này, Ammonium này, Resin này, Compo này, cái này nhiều mà, nhớ nhiều lắm. Không phun hòm chưa? Có đồng này là mình sẽ chế rất là nhiều thứ đấy. Rồi xuống đây là hết rồi. Thôi bây giờ mình tạm thời mình đi lên đã. Nói chung là biết cái chỗ này rồi. Tạm thời đi lên đã. Bên này ai? Bên này nhưng mà làm gì còn slot. Bên này nhiều lắm. Hết slot rồi. Đau sao nữa. Ui nhiều. Thoải mái rồi, thoải mái rồi, thoải mái rồi. Mỏ đồng nữa thôi. Không còn slot thì ông đào nốt đi. Rồi đi lên. Đi lên này tụi mình nghỉ thôi, không buồn lắm rồi. Ôi trời ơi, đồng trên hành tinh này bao la biển cả luôn không ơi. Bao la luôn, bên kia cũng đống kìa. Ôi đúng là bao la luôn. Ok, cả nó nổ chết đi đó. Đứng xa ra chứ. Thôi phun hòm chưa, đi lên thôi. Cẩn thận, nó đứng cần cái nổ ấm ấy nhá. Tha tha là tiếng nổ chết đấy. Còn hai chỗ đó. Hai chỗ đó, đào nốt đi, đây đầy mà. Đây này, còn bao nhiêu này. Đây còn bao nhiêu này. Để tôi đào mấy cái cây nổ đi. Đây đây còn bao nhiêu này không đào, đi chạy ra đem gì. Cái kho à, cái khu ấy để đào sau. Phun chưa? Ừ, phun chưa? Như còn một slot nữa. Đấy, đây, đấy, chỗ đấy này, đây này, đây này. Đây rồi. Thôi đi, cái này để này. Cầm cái này theo. Mang lên trên. Mấy cục ở nghiên cứu ở trên cái hành tinh này trông lạ cơ.
Đây là chỗ để mình lên lấy con. Này còn sâu nữa à? Thôi cứ cầm đi nắng, rồi tính. Không biết nó còn quặn gì nữa. Hành tinh này lúc ấy mình xem thì nó còn khoảng gì không? Còn organic với cả mấy đồ linh tinh này, có lấy. Mà thôi, hết mẹ slot rồi đi rồi, kẻ chan. Máy phát điện than hỏng. Có đồng này là mình còn có thể chế được cả ấy đấy. Mình có thể chế được cả đèn đấy, đi cho đỡ sáng, cho nó sáng. Ôi, đường phá khó đi vãi đấy. Tôi bịt hết mấy cái lỗ mà mình có thể rơi rồi, nên là đi giờ nó cũng khá an toàn. Ui, mẹ, cái chỗ này nhìn ghê vậy. Đây, cái chỗ này nhìn khá ghê này. Mẹ rơi đây thì cũng sắp mặt lò đấy. Có khi tôi cũng phải thấp cái chỗ này lại. Và cuối một cục sắt. Lắp lại này, ok. Hành tinh này đúng là nhiều ấy thật. Nhưng mà trên này mình đang chưa có lò để mình làm đồng. Cái này là cần một cái quặng hình như này, đâu hiểu quặng hình như này là cái gì? Làm cái lò dễ mà. Làm được cái lò chưa? Không làm cái lò đi. Mình đúng đồng. Nói chung mình phải chế được cái lò á. Cần gì? À, hai đôi sim combo khá đơn giản. Ok, làm xong này rồi à. Thì thôi. Rồi, không nữa. Đang đợi này xong mới chế được platform carbon thắt thêm ấy vào đây cho chạy cho mượt. Mình cầm theo cái mấy cái năng lượng gió này đi gần như không có tác dụng, thì cái hành tinh gần như không có gió luôn. Xong tôi cứ mở một cái ra đi để cho nó chạy đi xem được bao nhiêu gió. Ở đây cũng có gió này, cũng không đến mức không có gió đâu. Để tôi làm cái platform này đựng gió. Mới dùng platform C này. Đấy, ok, tiết kiệm. Platform. Mới dùng platform A, ok. Platform C đâu? Cái platform C tôi vừa mới chế ra nó lăn đi đâu rồi? Cái mấy đường platform tôi vừa mới chế ra đâu rồi? Nơi nào à? Rơi đâu rồi?
Chết, không có lăn đi đâu mất rồi. What the hell? Tao vừa mới chế một cái ở đây rõ ràng luôn mà nó lăn đi đâu đâu ấy nhở? Chế xong có rơi đâu nhở? Đùa à? À đây. Lùi ngay ở đây cho nó an toàn. Ok, cái gió đâu? Rồi ít còn hơn là không có. Lắp vào. À, nung đồng đây, nung đồng đây là mình có đồng rồi. Có đồng là sống rồi. Hành tinh này quan trọng nhất là cần có đồng nữa. Có đồng là sống rồi. Có đồng là mình làm năng lượng mặt trời, làm năng mặt trời rồi sống. Mang làm cái máy nghiên cứu đi, không làm máy nghiên cứu đi. Đấy rồi, có copper rồi, sống rồi. Gì cơ? Resin á? Ủa resin thì chạy ngang hang mà tìm. Chứ này đeo khó. Không khó à? Không. Tôi vừa nhặt được mỗi tí rồi. Tôi may là tôi còn đi lấy một ít đấy. Chứ không đeo có cơ. Tôi sang san bằng cái mặt phẳng ở đây ạ. Cho nó gọn gàng. Thế nào mà chạy xuống hang lại đấy? Để tôi xem là bây giờ chế năng lượng mặt trời được cần gì. Mình chưa học hay sao nhỉ? Mình chưa học năng lượng mặt trời. Đây năng lượng mặt trời này học rồi này. Nhỏ thì học rồi. Cái năng lượng mặt trời lớn thì chưa học. Này tốn điểm học này đó, 3.700. Glass à, ui đéo có glass đâu ơi. Chứ anh tinh này lấy đéo đâu glass. Thôi nhưng mà cứ học đi. Glass thì mình phải có quát. Thứ anh tinh này có quát đúng không? Ok, thế là tí tìm quát. Bây giờ có chế tạo cái năng lượng mặt trời nhỏ á. Một hai cái năng lượng mặt trời nhỏ để lấy năng lượng dùng á. Cái này không cần phải đặt ra mà. Quên mất. Cái này không cần platform. Thế tính ra cái này ngon đấy chứ. Nếu cần phải platform luôn. Sao mình không chế được nữa nhỉ? À cái này là cái chưa nung. Anh nung rồi đây ai? Đâu có nung rồi đâu đây, để tôi chế thêm. Đây đây. Rồi chưa cho ốp nha. Trời đang là buổi tối nó hết năng lượng.
Giấu cái đấy. Thôi mình không cần tung nữa đâu. Mình sao mình đi xuống kia mình kiếm thêm glass thôi. Còn giờ nghỉ thôi, muộn quá. Chỉ trời sáng nên là đầy năng lượng mà. Nếu thế này thì đúng là cái trên này phải cần rất nhiều pin. Mình cần rất nhiều pin trên này đấy, bởi vì ôi trời, đang quên luôn. Mình mang hai cục pin là đúng đắn thôi. Nếu muốn có năng lượng tái sử dụng trên này đúng là phải cần rất nhiều pin. À đây có tí gió, may quá. Ok, em nghỉ ở đây thôi. Hôm sau sẽ gọi là sẽ làm một cái hệ thống gọi là năng lượng ngon lành trên này. Tàu vẫn đang thiếu năng lượng quá. Sau chế được năng lượng mặt trời đầy đầy năng lượng thôi.